nay thấy nước nhiều quá, mình lên cái bãi này mình câu nữa coi. Đây có bãi này đây, đi vòng vòng qua mấy bữa nay đi cũng mớm các bạn ơi, không có cá. Hôm qua đi cũng hết ngày rồi, không có thấy dính được con gì hết trơn. Đây thấy nước sáng lớn nhiều quá nè, lên cái bãi chỗ này. Đó, lỗ nó lên thì cũng dọn dọn lỗ vòng trong đó, cũng thả với thính rồi. Mồi cũng như mồi thường lệ thôi, không có gì mới. Giờ này cũng mặt trời đang lên, hơi chói chói chút xíu. Cả nhà xem hơi tối cũng thông cảm giùm. Thôi nên mình xuống cần coi. Ghi dữ hả? Đó, ghi giật giật kìa. Ghi á, giật 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 kìa. Này Vinh. Vinh nè, thả xuống anh ghi anh giật 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 nè. Này Vinh. Mày hả bự, mày hả bự. Cá chim. Bé bé xinh xinh. Lôi nè. Đó. Ghĩa giật 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 nè. Cái rảnh. Chúc em cái rảnh đây. Ôi, ngầm. Vô cái gì coi. Còn. Thôi, ơi. Rồi, giật dính anh luôn, dính cái mang. Nè, cái gốc phi nè, ăn dính cái mang. Giật lên cái dính. Xui. Lôi giật giật. Con gì đây? Ôi ôi. Gì quay dữ không chịu lên. Chết nữa chứ gì. Trời ơi, cá chim.
xa cái chim mà để xuống bắt mới được, dữ lắm rồi. Quá hình dung con cá rồi các bạn ơi. Hết phồn con cá nè. Quá xá rồi, cầm giáp nè. Dữ lắm luôn. Tay xè nè không. Rồi. Rồi để lên trên đây. Hết biết con cá luôn rồi. Đã bắt lửa luôn. Quá con cá quá sang cá. Ngon lành ngon lành. Cà phê cà phê thôi cho vô bị đi không thôi nó dãy cái rồi đi à. Khí nhịp 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 không ha. Đó. Giật 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 không. Gô phê. Đĩa lìa tẩu nè. Trời ơi, dính mang nữa rồi. Ăn cái mang. Ừ, Phi ăn một cái mang. Ghé sớm giờ mày Vinh.
không muốn ăn hết ngồi hoài. Trời ơi. Anh lòi cái hết huyết kìa. Vinh. Thu cần. Đây, thành quả được nhiêu đây các bạn ơi? Được con cá chim à, cá chim. Cá chim bơi lớn bằng tay xè luôn. À, chưng mở cá nhỏ 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 nè. À, ngon lành không? À, nhảy chuối chói nè. À, đó 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 đó. Và có nhỏ nhỏ đó thì mình khô khô, còn cá bự đó mình về mình nấu canh chua. Ăn buổi chiều coi. Thôi mình cũng kết thúc video đây luôn.